Các bạn đang nghe chuyên mục Tiếng Nghề trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An. Các bạn thân mến, Đại tướng Chu Huy Mân là một danh tướng của thời đại Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học và yêu nước. Cuộc đời cách mạng của ông tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên Việt Nam. Sống đã vì cách mạng anh em ta, chết cũng vì cách mạng chẳng phiền hà. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết về ông: đồng chí Chu Huy Mân, một tướng lĩnh xuất sắc, chính trị, quân sự song toàn của quân đội ta, là một tấm gương sáng cho toàn quân, toàn dân ta học tập. Đại tướng Chu Huy Mân qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2006 tại Hà Nội. Nhớ về vị tướng tài ba, trong chuyên mục Tiếng Nghề đêm nay, trân trọng gửi tới quý thính giả bài viết mang tên Danh tướng hai mảnh của tác giả Đại tá Nguyễn Khắc Thuần, bài viết hai kỳ. Kỳ 1 có tên Lửa thử vàng. Mời quý thính giả lắng nghe qua giọng đọc Phước Anh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp lưu bút trong sổ tang của gia đình Đại tướng Chu Huy Mân có ghi: Bác Hồ đã đặt tên cho đồng chí Chu Huy Mân là hai mảnh, mảnh chính trị, mảnh quân sự. Điều đó đã nói đến Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao đức độ, tài năng, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đại tướng Chu Huy Mân tên thật là Chu Văn Điều, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, huyện Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. Quê ông những năm cuối thập kỷ 20, nửa cuối thế kỷ trước, là một vùng đồng chua nước mặn, địa hình bị chia cắt bởi hói đồng, kênh rạch, đường xá đi lại khó khăn. Ruộng đất ba phần nằm trong tay địa chủ, nhân dân chủ yếu đi làm thuê, đời sống cay cực vì lao dịch nặng nề, thuế sưu chồng chất, trai tráng trong làng phần lớn không biệt trừ. Hàng trăm người phải vào làm thuê trong các nhà máy ở Vinh. Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Ở làng, họ bị địa chủ ức hiếp, bóc lột không còn đường sống. Thì vào nhà máy, họ lại bị cúp lương, bị hành hà đủ kiểu. Lòng căm thù, ý chí phản kháng của họ ngày càng dâng cao. Vì thế, những người cộng sản thế hệ tiên bối ở Tân Việt, thanh niên cách mạng Đồng Chí Hồi đã chọn Yên Lưu làm nơi phát tích, xây dựng cơ sở. Không phải ngẫu nhiên, Đông Dương Cộng sản Đảng vùng nông thôn Đông Bắc Vinh, Bến Thủy, gọi tắt là chi bộ Lộc Đa, Yên Dùng, Đức Thình, một trong năm chi bộ cộng sản đầu tiên của Nghệ An và cũng là chi bộ cộng sản đầu tiên duy nhất ở Hưng Nguyên, lại ra đời từ đây. Anh thanh niên Chu Huy Mân và nhóm trai làng đi làm phu khuân vác ở các nhà máy Vinh, Bến Thủy càng thấy náo nức trong lòng, khát khao được góp sức trai đánh đổ thực dân phong kiến theo con đường Nga-Xô Viết. Khi được Bí thư chi bộ Hoàng Trọng Trì giao nhiệm vụ đi vận động nhân dân tổ chức một cuộc biệt tinh tuần hành, Chu Huy Mân đã chọn đêm rươi lên, vào giữa tháng và cuối tháng, bà con đi bắt rươi đông như hồi để che mắt địch. Đêm 29, rạng sáng 30 tháng 10 năm 1929 âm lịch, chưa đến giờ ngọ, dân làng Yên Lưu đã đi bắt rươi. Chỉ có khác những lần đi bắt rươi trước. Lần này, theo sự chỉ dẫn của Chu Huy Mân, dân làng tụ tập về chùa Phu để nghe diễn thuyết.
Sau đó, dân làng chia làm hai đoàn, một đoàn do Chu Hy Mân chỉ huy kéo về làng Yên Ấp, tức là làng Mốc, một đoàn do Chu Văn Mười chỉ huy kéo về Yên Lạc là xóm Giếng. Vừa đi, đoàn người vừa hô vang những câu khẩu hiệu đánh đuổi đế quốc Pháp và Nam Triều phong kiến, thực hành thổ địa cách mạng, ủng hộ Nga Xô Viết, công đông kết đoàn giành lời quyền, vân vân. Được đồng chí Hoàng Trọng Trì dẫn dắt, Chu Hy Mân tập hợp số bàn cùng trang lứa vào hồi trai làng. Hồi trai làng ngày vào Vinh, Bến Thủy làm thuê, chấp nối liên lạc, mang tài liệu, truyền đơn đi phân phát cho các xã phù cần và ngấm ngầm sửa soạn, gầy, gộc, sáo, mác để bảo vệ quân chúng đấu tranh với hào lý địa phương. Thắng lợi của cuộc meeting tuần hành đêm bắt rươi của In Liêu đã cổ vũ cho phong trào quần chúng ở Hưng Nguyên. Sau đêm đó, có đêm nhiều xã ở Hưng Nguyên đã nổ ra meeting tuần hành. Tri phủ Hưng Nguyên vô cùng hoảng loạn, hào lý các địa phương phải khép mình nhường bộ. Ngày 19 tháng 4 năm 1930, hơn 400 công nhân nhà máy Diêm Bến Thủy đứng lên đòi tăng lương, bớt giờ làm, không được đánh đập, nhục mạ công nhân. Trong vai khô phấn vác, Chu Hy Mân và các bạn trong hội trai làng Yên Liêu đã có mặt trong đội ngũ. Theo sự chỉ đạo của tổ chức đảng, Chu Hy Mân và các bạn trong hội trai làng đã vận động nhân dân Yên Liêu tham gia cuộc biểu tình nhân ngày quốc tế lao động của công nhân Vinh, Bến Thủy. 4 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1930, hàng trăm người dân Yên Liêu đã có mặt tại km 4 đường Vinh cửa Hồi để kéo về Vinh. Tri phủ Hưng Nguyên, Chánh tổng Yên Trường đã trực tiếp chỉ huy lính xả súng điên cuồng vào đoàn biểu tình tay không. Hàng chục người đã ngã xuống. Lo cấp cứu người bị thương, lo chôn cất người chết. Lần đầu tiên trong đời cách mạng, máu đào của nhân dân, của đồng chí, đồng đội thấm đỏ người Chu Hy Mân. Ngày 10 tháng 9 năm 1930, chi bộ Yên Liêu đã kết nạp đồng chí Chu Hy Mân. Sau này ông tâm sự, khi nhìn màu đỏ lá cờ, ông nhớ đến những dòng máu đào mà nhân dân quê ông đã đổ xuống trong ngày 1 tháng 5 năm 1930. Món nợ này mình phải trả sau đây. Nhiệm vụ đầu tiên chi bộ giao cho Chu Hy Mân là tổ chức cho nhân dân Yên Liêu tham gia cuộc biểu tình của nhân dân cả huyện Hưng Nguyên vào ngày 12 tháng 9 năm 1930. Dầu còn rất trẻ, chưa đầy 18 tuổi, nhưng qua các lần thử thách, Chu Hy Mân đã được nhân dân Yên Liêu tin cậy. Ông và các bạn trong hội trai làng như Trần Huy Trí, Trần Huyên, Trần Lữ, Dương Cu, Đinh Chu đến vận động, mọi người đều hăng hái tham gia. 4 giờ sáng ngày 12 tháng 9 năm 1930, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù va vang dày đất Yên Liêu. Hơn 500 người dân, cả già, trẻ, trai, gái đã có mặt ở dăm mồ nuôi, Yên Dũng để kéo về Bến Thủy. Kẻ thù đã dùng cả máy bay ném bom, xả súng đàn áp dã man cuộc biểu tình này. Hàng chục người đã ngã xuống. Để ổn định tình hình tư tưởng, ngay chiều hôm đó, theo sự phân công của chi bộ, Chu Hy Mân đã tập hợp quần chúng trong xã về đền Quan Thánh để phát động căm thù, đồng viên mọi người kéo về đền cả để làm lễ truy điệu đồng chí, đồng bào Hưng Nguyên hy sinh sáng nay. Từ trong máu lửa, các Xô Viết công nông ra đời. Nông hội đỏ Yên Liêu đã bầu ông Trần Tích làm xã bộ, Chu Hy Mân và Trần Vương làm chỉ huy xích vệ, tức là đội tự vệ đỏ. Để củng cố lòng tin của quần chúng, tự vệ đỏ Yên Liêu do Chu Hy Mân chỉ huy đã tổ chức bao vây nhà phó đoàn Đinh Toàn, lý trưởng Đinh Tuyền, bắt chúng phải từ bãi chức, nạp sổ sách, truyền đồng lại cho nông hội. Trước sự truy lùng ráo riết của kẻ thù, tháng 7 năm 1931,
Chu Huy Mân nhận nhiệm vụ đón hai đồng chí lãnh đạo xứ ủy Trung Kỳ là Nguyễn Lời, tức Quyết, Chu Văn Biên và cơ quan ấn loát của xứ ủy về Yên Lưu. Bằng sự khôn khéo thay đổi địa điểm, lúc thì ở Chùa Mốc, lúc ở Long Triều, lúc ở đền Quán Thánh, lấy dân làm tường thành bảo vệ, tiếp tế, giữa lòng địch, các đồng chí lãnh đạo xứ ủy vẫn an toàn. Hàng loạt tài liệu chuyên đơn của Đảng vẫn được in từ đây để gửi đến các địa phương củng cố Đảng, củng cố lòng tin của nhân dân. Là đảng viên chưa bị lộ, bám trụ lại với quê hương. Cuối năm 1932, Chu Huy Mân đã phục hồi được chi bộ Yên Lưu. Đại hội chi bộ vào tháng 11 năm 1932, đồng chí được bầu làm bí thư kiêm chỉ huy trưởng tự vệ đỏ. Trước sự trả thù quyết liệt của kẻ thù, với chủ trương đơn tuyến đồng lòng, bí thư chi bộ Yên Lưu Chu Huy Mân đã vừa bảo toàn được lực lượng, vừa phát triển thêm đảng viên mới, nắm dân, giữ vững liên lạc với phủ ủy Hưng Nguyên. Phong trào ở Yên Lưu, bên ngoài thì tạm lắng, bên trong thì sục sôi. Bước sang năm 1933, tình hình có nhiều chuyển biến thuận lợi. Nhiều đồng chí qua 3 năm giam cầm đã được trả tự do. Chớp thời cơ, bí thư Chu Huy Mân đề ra chủ trương chuyển phương thức đấu tranh từ bí mật sang bán công khai, bán hợp pháp, đấu tranh đòi lại ruộng đất tu lý, tức là ruộng đất của dân mà Hào Lý tạm tịch thu vì thiếu sưu thuế, giảm các khoản thuế khóa vô lý. Tháng 10 năm 1935, Chu Huy Mân được tỉnh ủy mời về báo cáo kinh nghiệm vận động quần chúng đấu tranh hợp pháp tại hội nghị tỉnh ủy mở rộng ở Kỳ Trân, Nghi Lộc. Những bài học bám dân, bám cốt cán trong thanh niên để xây dựng đảng của chi bộ Yên Lưu đã được tỉnh ủy nhân rộng trong toàn tỉnh. Sau khi mặt trận bình dân giành thắng lợi ở nước Pháp, ngày 29 tháng 9 năm 1936, tỉnh ủy Nghệ An mở hội nghị Đông Dương Đại hội tại Quảng Trị, Vinh. Chu Huy Mân là đại biểu chính thức. Sau đại hội, ông được thường vụ tỉnh ủy giao hai nhiệm vụ tổ chức vận động đông đảo nhân dân Yên Lưu, Yên Dùng, Lộc Đa đi đón Gô Đa, một phái viên của mặt trận bình dân Pháp sang thị sát tình hình ở Việt Nam, đồng thời chấp nối liên lạc để tỉnh ủy phục hồi lại các chi bộ trong nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy Diêm Vinh. Bằng sự khéo léo và tín nhiệm của mình, chi bộ Yên Lưu đã vận động được hàng ngàn người dân Yên Lưu, Yên Dùng, Lộc Đa kéo về Vinh đón Gô Đa. Nhờ lực lượng này áp đảo, bọn chủ các nhà máy phải mở cửa để công nhân tiếp xúc với Gô Đa, vạch trần bộ mặt thật của bọn thực dân phong kiến, đàn áp, bóc lột, nhục mạ công nhân. Cùng thông qua mít tinh đón Gô Đa, Chu Huy Mân chấp nối liên lạc được với một số nòng cốt công nhân trong hai nhà máy để chuyển tài liệu, báo đảng, truyền đơn, nghị quyết của tỉnh ủy vào, phát triển thêm đảng viên mới. Nhờ thế, đầu năm 1937, chi bộ đảng ở nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy Diêm Vinh được phục hồi. Tranh thủ sự ảnh hưởng của mặt trận bình dân Pháp, bí thư chi bộ Yên Lưu Chu Huy Mân đã tổ chức công khai ra mắt các phường hội. Mỗi phường hội thường có 1 đến 2 đảng viên sinh hoạt. Nổi bật nhất là hội bình dân Trờ Trù đã thu hút được chị em phụ nữ tiểu thương ở Vinh, Bến Thủy, Nghi Lộc, Nghi Xuân tham gia rất đông. Dầu rất khéo léo ngụy trang bí mật, Chu Huy Mân vẫn bị lọt vào tầm ngắm của mật thám Pháp. Tháng 2 năm 1937, khi ông đang tổ chức cho một tổ thanh niên Yên Lưu sang đá bóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thì bọn Hương Kiểm cho lính ập đến bắt giải về phủ Hưng Nguyên. Do khéo léo trong đấu tranh, chỉ sau một tuần giam giữ, đánh đập, chúng phải thả Chu Huy Mân. Tháng 7 năm 1937, trước tình hình khủng bố trắng của kẻ thù ngày càng quyết liệt, để bảo toàn nòng cốt, theo sự chỉ đạo của phủ ủy Hưng Nguyên, Chu Huy Mân tạm lánh sang Nghi Xuân với danh nghĩa đi dạy học cho hai con của điền chủ tiến bộ Dương Thông. Những người dân trài ở hai bên bờ sông Lam đã trở thành chiến sĩ giao thông,
chuyển tin tức từ Yên Liêu sang cho ông và chuyển ý kiến chỉ đạo của ông về cho các đồng chí mình. Thời gian lưu lại gia đình Điền Chủ Dương Thông tuy không dài, Chu Huy Mân đã giác ngộ được nhiều thanh niên tiến bộ ở Nghi Xuân. Một trong những hạt giống đỏ đó là giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nghi Xuân. Chưa được vài tháng, Tri phủ Hưng Nguyên lại cho lính sang Nghi Xuân vây bắt, giải Chu Huy Mân về phủ rồi đưa ông về Yên Liêu quản thúc. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, chính quyền của mặt trận binh dân Pháp đổ. Dallaire Siéhe lên nắm quyền, thẳng tay đàn áp cách mạng Đông Dương. Ở điểm đỏ Hưng Nguyên, chúng bất chấp luật lệ, nghi ngờ ai là bắt khảo tra, ép cung, bí mật thủ tiêu. Ngày 10 tháng 9 năm 1939, Chu Huy Mân bị bắt lên nhà Lao Vinh, lại bị những trận đòn tới tấp. Nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng, đấu lý với bọn cai ngục là mình bị bắt oan. Sau 20 ngày giam giữ, đánh đập, khảo tra, chúng lại thả ông về Yên Liêu. Biết chúng đang biến mình thành mồi nhử để cất vó, Chu Huy Mân cẩn thận hơn trong công việc. Vì thế, tổ chức đảng ở Yên Liêu vẫn được bảo tồn. Mặc dầu mật vụ bí mật vây quanh, vẫn không tìm ra được sơ hở nào của Chu Huy Mân. Ngày 5 tháng 3 năm 1940, chúng bí mật bắt Chu Huy Mân về nhà Lao Vinh, rồi bí mật chuyển ông về nhà Lao Kon Tum. Trong tù, Chu Huy Mân và các đồng chí của mình đã biến nhà tù thành trường học. Roi vọt của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí của các ông, mà ngược lại càng tôi luyện các ông trở thành những người cán bộ cách mạng kiên trung. Mùa xuân năm 1943, được sự bố trí của tổ chức, Chu Huy Mân và một số đồng chí ở Quảng Nam tổ chức vượt ngục thành công. Không thể trở lại quê hương, Chu Huy Mân đã sát cánh cùng các đồng chí ở Quảng Nam xây dựng lực lượng, phát động quần chúng. Ông được bầu vào Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và là một trong bốn cán bộ chủ chốt của Quảng Nam lãnh đạo quân chúng đứng lên giành lại chính quyền về tay nhân dân ngày 24 tháng 8 năm 1945. Cách mạng tháng 8 thành công, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu đồng chí Chu Huy Mân làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chính trị Ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam. Giữa tháng 9 năm 1945, đồng chí Chu Huy Mân được Đảng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu C, gồm 4 tỉnh Bắc Trung Bộ, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, kiêm Chính trị Ủy viên Mặt trận Đường 9 Savannakhet. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập các chiến khu trong cả nước, giải tán các ủy ban kháng chiến khu. Chu Huy Mân được điều động về Bộ Tư lệnh Chiến khu 4. Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe kỳ 1 bài viết về danh tướng Hai Mảnh của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Trong kỳ 1, cơ bản đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Đại tướng Chu Huy Mân cho đến năm 1945. Đêm mai, chuyên mục Tiếng Nghề sẽ gửi tới quý thính giả kỳ cuối của bài viết mang tên Những chiến công trở thành huyền thoại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.